thức uống chưa hết thoát vị địa đệm 30 năm. Đau nhức xương khớp 13 năm cũng hết. Đây là chia sẻ của một vị độc giả. Chia sẻ cho sắc đẹp và cuộc sống. Đây là những kinh nghiệm. Tôi đúc kết lại qua quá trình điều trị. Bệnh thoái hóa khớp từ Tây Y qua thực dưỡng. Kết quả tốt đẹp không ngờ. Tôi bị thoái hóa khớp gối chân trái. Và chân phải gần 10 tháng rồi. Tôi không chạy xe đạp được. Không đi lại được tôi tưởng đời đã khép lại với tôi. Nhưng không. Đời tôi vẫn màu hồng. Sau khi uống hết 2kg bột gạo lức giang, bệnh thoái hóa hai khớp gối của tôi, gần như hết 8 phần 10. Trước khi dùng nước gạo lức, tôi đã phải dùng nịch vải dày to bản băng vào hai đầu gối. Tôi đi từng bước nặng nhọc, và có cảm giác đầu gối muốn sụng xuống. Tôi bị sụng một lần khi bước chân lên xe buýt nhiều lúc tôi phải chống gậy để giảm áp lực của trọng lượng cơ thể đè trên hai đầu gối và cũng để an toàn tránh té ngã đồng thời luôn phải nghe tiếng khua lịch kịch của các khớp xương nơi đầu gối mỗi khi có đợt đau nhức tôi phải uống thuốc kháng viêm giảm đau giảm cơ và thuốc trợ bao từ mấy tuần liền trong lúc uống thuốc tây tôi vẫn khó vận động đi lại điều quan trọng nhất là tinh thần của tôi. Tôi rất buồn khi thấy mình sắp trở thành phế nhân. Ở tuổi chưa già, khi có người quen chỉ cho tôi dùng bột gạo lức giang, tôi chỉ gật gù cho qua, vì tôi nghĩ thuốc tây còn bó tay. Với bệnh thoái hóa khớp, thì gạo lức giang làm được gì? Thời may, chính người ấy đã tặng cho tôi một kg bột gạo lức giang, và mong tôi dùng thử. Tôi không tin. Nhưng sẵn có bột thì dùng thử Đâu có hại gì Tôi nghĩ như vậy và bắt đầu uống Cứ một ly nước sôi khoảng 200cc Tôi cho vào hai muỗng cà phê bột gạo lức giang Mỗi ngày tôi uống 2 ly Tức là bốn muỗng cà phê bột gạo lức giang Sau đó tôi lên mạng lục tìm thông tin xem Gạo lức giang tốt cờ nào Cũng như trước đây tôi đã lục tìm Xem bệnh thoái hóa khớp sẽ dẫn đến đâu về bệnh thoái hóa khớp càng tìm hiểu, càng thêm buồn. Vì kết cục thê thảm quá, nào là ngồi xe lăn, thay khớp nhân tạo, đau nhức đêm ngày. Tôi bị ám ảnh mà đêm ngày không sao ngủ được, vì tôi còn khá trẻ. Tôi còn muốn làm rất nhiều việc, đòi hỏi sự đi lại, linh hoạt chân tay như trồng rau, trồng kiềng các loại, nhổ cỏ, xới đất. Nếu phải ngồi xe lăn thì buồn biết mấy về nước gạo lức giang. Càng đọc tôi càng thấy phấn chấn. Tôi được biết gạo lức giang có rất nhiều tác dụng tốt. Để chữa được nhiều bệnh. Riêng có một câu mà tôi thắc mắc là. Gạo lức giang làm cho nhẹ người. Nhẹ người là sao? Tôi không thể hiểu nổi. Bởi vì mỗi người cân nặng bao nhiêu. Là bao nhiêu làm sao làm nhẹ được. Sau khi uống bột gạo được 10 ngày. Thì tôi hiểu chữ nhẹ người là sao? Trước đây người tôi rất nặng nề, tôi thừa tới 10 kg. Tôi đi đứng ỉ ạch. Một đoạn đường ngắn mà tôi đi mãi mới tới nơi. Sau khi uống bột được 10 ngày, tôi có cảm giác mình linh hoạt. Bước chân của tôi nhanh hẳn lên. Tôi không thấy nặng nề, ỉ ạch nữa. Lúc này thì tôi đã hiểu nhẹ người là sao. Và sau khi dùng hết 2 kg bột, tôi không còn phải băng đầu gối nữa tôi đi nhanh như chạy cũng được đầu gối của tôi không còn khô lịch kịch nữa không có cảm giác gì là ở đầu gối giống như tôi chưa từng bị thoái hóa khớp vậy tôi chỉ còn cảm giác hơi khó khăn khi ngồi xuống đứng lên nhưng tôi biết tôi sẽ hết bệnh hoàn toàn sau khi uống thêm vài kg bột gạo lức nữa sau khi uống thêm vài kg gạo lức nữa người chỉ cho tôi uống bột đã khỏi bệnh hoàn toàn đến nay đã 3 năm rồi. Bệnh vẫn không tái phát. Chị nói người khỏe khoắn. Nhanh nhạy và chị đã chỉ cho nhiều người. Ai cũng hết bệnh. Thật. Tình tôi mừng không thể tả. Vì đời tôi vẫn còn màu hồng. Đời còn chưa khép lại với tôi. Có ba cách dùng gạo lức giang. Một món thuốc tiên. Một là bột gạo lức giang. Dễ làm, gạo lức giang lên. Rồi xay nhuyễn, mịn như bột mì. Bạn rang gạo như phần 2 đã hướng dẫn. Rồi bạn rang tiếp thêm một lúc nữa. Cho đến khi một số hạt gạo nở bung lên như bắp bung. Rất đẹp mắt là được rồi. Không làm nở bung hết. Chỉ một số hạt thôi là được rồi. Một loại thực phẩm rẻ tiền, từ 55 đến 70 nghìn đồng một kg. Dễ tìm, ở đâu cũng có. Nếu không làm được thì mua. An toàn, có ai ăn gạo mà chết bao giờ? dễ bảo quản, dễ cất giữ, 4 đến 5 tháng không hư, làm giảm cân, ăn gạo lức không bao giờ mập, không phản ứng phụ với bất cứ ai, không kỵ với tất cả các loại thuốc tây y khác, không giới hạn tuổi sử dụng, từ lâu đã được dùng cho trẻ nhỏ, là bột gạo lức bích chi, bạn có thể dùng bột bích chi mua trong chợ hay các siêu thị, hay là còn một cách dùng khác là trà gạo lức, nếu bạn không tiện say nhuyễn như bột hay bạn không thích uống bột, bạn hãy uống trà gạo lức giang. Cách làm như sau. Mua gạo lức huyết rồng khoảng 25.000 đồng 1 kg. Bạn vo sạch. Để ráo nước. Khi vừa ráo nước thì bạn rang liền, đừng để hạt gạo khô quá. Không thơm. Rang nhỏ lửa. Khuấy đều tay. Khi hạt gạo hơi sậm màu và có mùi thơm, như bạn rang đậu phộng vậy là được rồi. Bạn đổ gạo vừa rang vào một cái rổ. Có lót sẵn một miếng vải. Bạn phủ vải kín hạt gạo. Khi gạo nguội rồi bạn đổ gạo rang vào hũ. Có nắp kín để bảo quản. Mỗi ngày, bạn múc vài muỗng gạo lức rang ra pha như pha trà. Trà có màu cánh rán rất đẹp. Rất thơm. Uống đậm hay nhạt. Nhiều hay ít tùy bạn thích. Càng uống nhiều thì bệnh càng mau có kết quả. Khi uống xong nước thứ một bạn lại chế nước sôi vào lần hai rồi lần ba hoặc bạn pha 3 lần rồi trộn lẫn vào nhau mà uống cuối cùng hạt gạo đã nở mềm bạn có thể bước đi hay ăn cho khỏi tội trà gạo lức rất thơm ngon đẹp mắt trong tình cảnh trà khô vừa mắc tiền vừa bị trộn tạp chất vừa bị xịt thuốc trừ sâu bạn hãy dùng trà gạo lức như một biện pháp phòng tránh ngộ độc thuốc sâu. An toàn, thơm ngon, rẻ tiền, chữa bệnh khớp và phòng chống loãng xương. Bạn hãy dùng trà gạo lức giang Bạn sẽ ghiền vị thơm ngon của chúng. Ba là cốm gạo lức. Gạo lức vo thật sạch. Vì có nhiều chất bảo quản. Nấu thành cơm. Để nguội. Bóc rời ra. Phơi khô. Sau đó rang lên. Bây giờ hạt gạo trở thành cốm. Giòn tan. Ăn rất ngon. Tuy nhiên, phải là người có sức nhai tốt mới nên dùng cốm gạo lức. Nhai tốt mới nên dùng cốm gạo lức.